thì văn giáo lý phần tiếng nói trong hoa sen của ngài thánh sĩ. Lại nữa, chậm một bước nào nần mây đoàn, mau cất chân rừng thăm sớm ra. Xưa nay ở cõi ta bà đổi thay nhiều cuộc đâu là mới đây. Đồng đạo lấy lời thầy giải dỗ, so với lời Phật tổ mà xem. Hồng trần là chốn luốc lem, mở tâm thấy được hết thèm khát ư. Ta xin tiếp lời chư Phật bảo, trong hoa sen quý báu ra nghe. Cõi không đức Phật biến về, ta còn đang đứng say mê một mình. Qua với đèn hiền minh trước đó, ta chừng như quên có đèn hoa. Trong lòng liền phát nghĩ ra, Phật ơi có biết tâm ta muốn gì? Chưa kịp nghĩ việc chi đến rốt, bên tay như gió trốt đi qua. Ngọn đèn liền tỏa sáng ra như ngàn châu rải mới là thêm kinh. Trong đâu đánh ình ình vang dội, ba hồi to nhất nhối lỗ tai. Trong ngưng liền thấy hạt bay, ngầm phong thơ đỏ nhà ngay trước đầu. Thơ chỉ có bốn câu thi ngắn, lời giảng đơn căn dặn như vậy. Ba hồi trong mở khai, mọi người thấy vang tay tiếng trống kia khi dứt. Không hỏi cũng biết ngay, bốn câu này xin ai khéo nghiệm. Mẫu làm sao và nhiễm làm sao, càng suy xét đến chừng nào càng hay ho, khó tả sao cho cùng. Đời đến lúc quy chung như thế, đạo cũng không ngoài lẽ ấy đâu. Đọc đi đọc lại từ câu, chừng nào hiểu được đuôi đầu sẽ thôi. Bức thơ ấy đọc rồi như tuyết, tự tan lần đến việc quá không. Cũng đèn rồi lại cũng bóng, nghiêm trang khó tả sao cùng nghiêm trang. Ở đồng đạo kiên gan bền chí, làm sao cho hiển thị quá đèn. Sẽ là không ngớt lời khen, thần tiên của việc thần tiên khó lường. Thần tiên cũng từ đường sanh chúng, mà đau lại đến chúng siêu nhiên. Chúng sanh có thể thần tiên, khả tình chớ có để riêng lòng ngờ.
Tâm đang rồi đang mờ không thấy, thần tiên nằm trong ấy ráng môi. Lòng tâm để trí mà coi, thần tiên ấy sẽ bất loài sáng ra. Việc có thật không hoa ráng bình, khi thấy ra nhờ tin dẻo dai. Lòng nguyện lanh nở trần ai, việc chỉ dù lắm rủa này không ham. Có thế mỹ cũng cam chịu khó, miệng làm sao mở tỏ chân linh. Thói hư tật xấu nơi mình, dù cho khó bỏ cũng rinh ra ngoài. Cuộc đau đầu nay mai rất chồng, không gấp tu thì hỏng khóa đi. Mãi trời như chớp rất nguy, đừng rằng việc chẳng gấp chi là lầm. Trời trong đó rồi gầm chuyện đó, làm việc thường hay có phải không? Thì là cơ cuộc đại đầm, ngày kia cũng thế chớ hồng say hoa. Mắt đây thấy Phật Đà quá hiền, việc thế gian nhiều chuyện quấy kỳ. Chừng ngày tai nạn phủ di, gió lai một ngọn cũng nguy cả làng. Chớ tưởng coi thân tháng sơ lọt, khi trời đâu cũng lấp đến nơi. Tu hiền mới dừng người ơi, vì rằng nhân thiện có trời phước ban. Nhắc thêm chuyện quá vàng hiền ngữ, còn nhiều điều lý thú vô cùng. Ta vừa đọc bức thơ xong, thơ kia lần biến qua đầm rung lên. Ai ngờ có tiếng rên thế thảm, từ trong qua như vạn muôn người. Kẻ thì như đắm giữa vời, người thì như lạc loài nơi rừng già. Có kẻ như bị sa núi lừa, có người như té hố thầm sâu. Có người như bị diều hâu, như đang bị thú dây bâu cùng mình. Có kẻ bị yêu tinh dọa nạt, có người như đói khát lóc lăn. Có người bị giặc búa văng, tai nghe đầy tiếng rên than nào này. Nghe không cũng hồn mây phách lạc, nếu thấy càng thần thất tâm kinh. Chính đây cùng bắt rung mình, thảm thế ấy vốn bao tin sau này. Khắp nhân loại đông tây nam bắc, ở chỗ nào cũng gặp thế ư. Cuối sinh các đức bi từ, ra tay cứu vớt con người trần ai. Dân nếu gặp cảnh này khó sống, kẻ không tu càng mong thêm hơn.
làm lành hỡi khách tam trần, tuần đời càng lúc càng gần không xa. Cuộc biến chuyển kỳ ba rất dữ, chớ không như thường sự bấy lâu. Đổi thay khắp hết địa cầu, không điên một giới một châu bớ người. Nên Phật mới cạn lời giải dỗ, khiến chúng sanh hiểu rõ ngọn ngành. Ngõ hầu tinh thức để tu hành, bỏ điều hung dữ theo lành sớm khuya. Hiền lành được nhiều bề che chở, hung dữ không ai đổ cho đâu. Dù cho Phật lâm phép màu, cũng không riêng gì người nào được ư. Vì lẽ ấy cần quy chánh lộ, một lòng thành hối ngộ tu hiền. Không không mà có Phật tiên, các ngài chẳng phụ người hiền đức tâm. Phật pháp vốn thầm thầm vi diệu, phải công trì mới hiểu tột nơi. Đeo vào đừng phúc nào lời, nay không đắc đạo thì mới cũng thành. Mỗi đêm mỗi lời lành được hồi, đâu là nơi nguồn cội đã tường. Nguyện cùng Phật một lòng thương, đạo gieo không chỉ thông hương của mình. Trong bát nhà đánh lên khắp chỗ, chuông đại bi dầm cả mọi nơi. Tình cho được khách trần đời, hết người mê muội mới thôi vận hành. Hiện thân ở đảo gần xa thầm, giống từ bi vẫn râm khắp cùng. Lóc lăng chiều uống tứ tung, lòng trong sao trước dần trong một màu. Phật có dạy một câu bí nhiệm, rằng con ơi trong biển có vàng, muốn tìm phải lọc phải sàng được vàng, phải chịu gian nan trăm phần. Câu ấy rất lý chân tuyệt diệu, nên thân này vui chịu khó khăn. Biến hình khi tục khi tăng, cảnh nào cũng vẫn xả lăng thân vào. Thất vàng dấu lửa nào không sợ, có lóc lăng mới rõ giả chân. Ta bà đâu cũng léo thân, mà nơi nào cũng như cơn gió lòng. Trước sau cũng vẫn không bóng gian, không để cho vương mang sự gì. Luôn ôm lấy giả từ bi, muôn đời để tạo những gì cao siêu. Bề ngoài dẫu có nhiều sắc hiền, bên trong luôn một chuyện đau màu. Quê nhà khó hiểu cho đâu,
tình riêng ôm giữ đảo màu chung lo. Thật có một quyền do nhiều cách, tùy xứ người lao lách thích ứng. Nhưng chung quy một bước chân, đưa dẫn chúng đến hưởng phần siêu sanh. Chớ thấy vật bên mình biến hóa, mà vội vàng cho cả như nhau. Bề ngoài vàng giống như thau, nhưng trong thật chất khác nhau rất nhiều. Muôn năm cũng không tiêu mòn được, thật vàng mười sáu trước chói chang. Quê nhà chớ giả nghi nan, xin cùng đấy một lòng vàng chớ phai. Chịu khó nhọc dồi mài đạo đức, sẽ cùng đấy quý nhất ý nguyện. Dù sao chớ để lời duyên, một ngày nằm măng đạo nên một ngày. Tâm không bận trần ai nhất vật, duyên lành gây khắp đất không chừa. Lòng này ai hiểu được chưa, nếu chưa hiểu ráng hiểu cho đến cùng. Từ xưa đến ngày trong hiện kiếp, vì nặng duyên với khắp nhân sinh, lao thân cõi tục muôn nghìn, để làm cho giống hữu tình mọc lên. Nay cũng thể đâu quên lẽ ấy, đi đỏ đây tìm cái duyên xưa. Nhờ trời ban bố mốc mưa, cho đâu đó được lòng vừa như nhau. Dắt được một người vào cửa Phật, mừng còn hơn báu vật muôn xe. Lời lành thấy kẻ không nghe, đấng đau như thể búa đe đập vào. Đêm không ngủ vì câu suy lường, ngày quên ăn bởi tưởng xa gần. Nặng tình vẫn phải mòn thân đâu quản miệng vẫn đâm tình. Mũi sâu nhiệm nơi kinh khổ vạch, ở nơi lòng là mạch ráng tìm. Thấy lòng tất biết cổ kim, thấy tình dân quốc thấy miền kẻ xa. Ngày nào được thấy ra điều ấy, tất cùng đây như cháy với hiên. Ráng trao cho thâm lấy duyên quan âm thế, chỉ ngồi bên Di Đàn. Ngày hỷ lạc chính là ngày đắc, phúc trùng lại ấy phúc vinh quang. Quê nhà lớn nhỏ khá toan, để cùng nâng chén huy hoàng. Gần xa sự khổ sở tuy là lắm chiều, lòng không nao xứng điệu làm trò. Tổ thầy tất đã hiểu cho, chớ ngờ áo gấm mặt mò trong đêm. Có một chuyện khiến thêm tin chắc, vào một đêm nước mắt đang tuôn.
lòng sao chi xiết ưu buồn, trách hiền khôn đốn còn hung an nhàn. Liền bên tai nghe vang tiếng nói rằng con ơi chớ vội trách phiền, Phật trời đâu có vị riêng hiền mà khôn đốn vì hiền mới đây. Hung được sướng vì gây phước trước, nghi phước hết rồi não nột ba ban. Chớ rằng hung được an nhàn, còn hiền khôn đốn trách than luật trời. Thần minh khắp mọi nơi đều có, sự dữ lành lớn nhỏ thấy qua. Không riêng việc đã làm ra, trong lòng mới tính cũng là hiểu thông. Xưa nay phép chỉ công chẳng lệch, nay chớ nghi ngờ làm chích lòng trên. Thương người tâm mây đáng nên, những điều nhân quả đừng quên xét vào. Hiền khôn đốn chẳng nao núng già, không những là sống quả trước kia. Phước nay còn được nhiều bề, càng cam chịu được Phật quê càng gần. Nghe nói thế ta lần nguôi già, nói trong lòng rằng cả việc chi. Phụ cho các đấng từ bi xét xem, cho chúng mây si được nhờ. Tay lại tiếp nghe qua thêm nữa, rằng con ơi chớ có nghi ngờ. Mẹ thương mến đứa con thơ, thế nào thì Phật cũng là thế ni. Thương chung đến quên đi cõi thọ, xuống hầm trần chịu khổ giường bao. Thương đời đời chẳng xót đau, thường đem cay đắng chế vào Phật tiên. Ai nợ trách kẻ điên em đã, nghi thấy con mê lòng giá càng thương. Con ơi con trẻ não tường, thầy con chính ở bên giường con đây. Ta nghe đến đoạn này rơi lụy, khôi nhớ thương như lụy như thành. Chỉ nghe tiếng nói đâu đành, phải cho thấy mặt thì tình mới ưng. Đoạn này ta xin ngưng để đo, chờ kỳ sau sẽ có dịp bài tiếp qua tiếng nói bên tai. Từ đêm cho chi những ngày thường nghe, cùng một hôm vào khuya vắng vẻ, tai liền nghe nhỏ nhẹ lời thơ. Thánh phi thường thanh, sĩ dĩ phàm sĩ lưu nhi bất di ngoại kỳ hữu ly. Vì ý năng tương đại nguyện hà tỷ Phật vô nhất ngùng giáo hà lập vị. Diễn kiến năng tri âu nhi vô trì tâm dĩ độ tâm lão hà nhất ly.
Hòa thống phương phương hảo chân thử bị nhất nhược trì quý trụ kỳ bát di. Kể rồi văn tách văn do khá đem mọi chữ kết cho thành dần. Tớ nhỏ sợi khéo đang dệt lại nên gấm bông việc ấy đâu qua. Con ơi kể một lời ra có nhiều cơ mật ráng mà xét suy. Một để một việc chia cũng dễ, một ra mười sự hay lắm con. Khéo dùng phương tiện cho tròn, nay không nên được hết còn hồi nào. Nói tới đây lời trao đã văn, nằm gác tay lên trán nghĩ suy. Ý nguyện nếu chẳng như ý, ta còn lưu lại làm chỉ cõi trần. Nghĩ đến đây tâm thần mỏi mệt, mắt nhắm đi đến lúc mơ màng. Duyên xưa đâu khéo đêm đàn, người anh cách khoảng muôn năm lai hồi. Rằng em ơi chớ lời than chán, ý nguyện nên hay chẳng mặc tình. Trước sau một chỉ hy sinh, sống hay chết cái thân mình kể chi. Ở trần mãi đến khi toại nguyện, chừng nào không còn chuyện khổ đau. Niết bàn kia mới nên giàu, còn người sầu khổ còn lao trong trần. Em ơi đạo xa gần cố bùa, hết lao đao đến thuở thanh nhàn. Đang ngồi nơi chốn lâm sang, nghe em than chán vội vàng xuống đây. Anh thương em từ ngày xưa cũ, đến những nay chịu đủ âu sầu. Lóc lăng còn thiếu chi đâu, dấu chân dầm khắp địa cầu hỡi em. Việc đã cần anh xem thấy rõ, không muốn em chán bỏ nửa đường. Từ bi tâm mấy khôn lường, mừng cho em được nối đường Như Lai. Em đã chẳng mến sai xác tục, mi đang kính thai tâm lực đủ đầy. Nhưng cần phải mượn xác này để làm xe chở nhân loài qua chuông. Kể từ đây lời buồn tiếng thầm, nên vì anh để ngầm trong lòng. Việc em anh đã cảm thông, mỗi lời than mỗi khiến lòng anh đau. Vừa rồi được lời trao nhỏ nhẹ, em biết cho là kẻ nào chăng. Ông già tóc bạc gia nhân, bấy lâu thường ở bên màn của em. Nghe lời ấy ta thêm ưa lệ, màu nhiệm thai cho kẻ vô hình.
Từ lâu khánh chặt tâm tình, không riêng cho tiếng cho hình thấy luôn. Một ý nghĩ sai đường Phật Pháp, mi cùng ứng lời dạy gấp không quên. Không nhờ ơn đức bề trên, ta đâu dễ được hiểu nên thế này. Không riêng ta dù ai cũng thế, nếu nhất tâm dình lẽ tu hiền thế là sẽ được Phật tiên dạy cho các lẽ bí quyền chẳng không. Xin chịu khó trì công khuya sớm, nếu không nên ta chẳng phải người. Nào ta có dám nói chơi, nói ra là vừa theo lời Phật tiên. Ngay như việc hoa liên ứng ngữ, cũng nói ra để gửi cho nhau. Rõ điều màu nhiệm siêu cao, hầu tu thêm nữa cho máu công thành. Quá còn nói muôn nghìn lẽ nhiệm, xin kể thêm yếu điểm ra nghe. Vừa rồi những tiếng gớm ghê của muôn kẻ khổ dầm về khóc than. Tiếng ấy dứt qua vàng liền đâm quanh mình ta như sóng vỗ vào. Tự nhiên cảm thấy nhức đau, thình lình hồn phách biến vào nơi đâu. Trong lúc ấy mau lâu chẳng nhớ, khi tỉnh ra thân thể như dần. Còn thân như đã mất thân, chính ta chưa biết phép thần làm sao. Một bài kể từ đâu đưa lại, lời thanh tao giảng giải như vậy. Không khí khi đổi thay, nhân vật tợ như say, thất thần trong tức khắc. Tỉnh lại có mấy ai? Sau khi nghe đến kể này, trong lòng ta cảm thấy đầy sợ lo. Ngày chung cuộc nếu mà thật thế, đến như loài trùng dễ cũng tiêu. Trong không như lượng sóng triều, mũi như xám đất làm sao sống đời. Không nhờ Phật giảng hồi tánh mạng, lớn như voi cũng chẳng còn chi. Có vậy mới gọi biến di, Phật tiên vì đó ra đi kêu gào. Ráng bớ ai dù sao cũng ráng, qua hội này sống đặng muôn niên. Nếu như thành được Phật tiên, lại càng thọ hưởng vô biên lạc nhàn. Như rồi đóa hoa vàng đã hiền, nhiều cánh màu nhiều chuyện xinh tươi. Vui hơn vui của loài người, ước mong khắp chung sống nơi cảnh này. Tu chinh chắn đến ngay đó được, có Phật Ngài đưa rước tới nơi.
Việc này đâu phải xa vời, xin nên tin chắc ở người quê hương. Đèn trên quá còn đương thẳng ngọn, gió từ đâu rón rón thổi vào. Ngọn đèn liền phất phơ mau, biến ra một cảnh trong vào thêm xinh. Một Đức Phật ngồi trên sen bảo, nhích miệng cười rồi bảo con: Chúa vì bởi nó còn non, chín rồi sẽ ngọt không còn chua đâu. Nghiệp chưa sạch đành câu khổ bao, nợ xong rồi ai bảo trả thêm. Gió ngưng thì sống cũng êm, điều này con khá nhớ đem vào lòng. Cánh này tên là không diệu hữu, lòng muốn chỉ có đủ ở con. Ngã nhân tâm nó chẳng còn, thì là sẽ được sanh lên cảnh này. Vậy con nhìn nơi cây bên cạnh, biết bao nhiêu trái chín thơm tho. Ăn vào cả tháng được no, không cần đại tiểu vẫn là tự tiêu. Y phục luôn tùy theo ý muốn, rồi tự nhiên hiện cũng ở nơi thân. Gọi là như ý diệu thần, cõi không diệu hữu toàn dân như nguyện. Ngài chọn lập tại miền hạ giới, kẻ hữu duyên sẽ tới cõi này. Là Ngài không cánh mà bay, không trầm tìa vẫn đủ đầy ấm no. Con ơi ráng truyền cho dân biết, tận diệt mà không diệt ở con. Mất nhưng mà vẫn thương con, ấy Ngài lập hội đầu non tại trần. Không riêng Phật hóa thân khắp chỗ, các thần tiên cũng đổ xuống phàm. Mạnh ai thì việc nấy làm, tùy duyên cứu các linh căn đem về. Nói xong Phật tay xòe năm ngọn, chiếu sáng như năm ngọn đèn pha. Ngũ phương liền thấy hiện ra, vô biên thế giới thật là đẹp xinh. Mỗi thế giới dạng hình mỗi khác, có vị thì nhiều mắt nhiều tay, cõi thì to lớn hình hài, cõi thì nhỏ thó như người thế gian. Có cõi đất bằng vàng chói rực, có cõi thì châu ngọc lót đầy. Cõi thì toàn thấy những cây, không nhà không cửa đêm ngày sáng trưng. Mỗi bước có qua nâng đỡ gót, tai luôn nghe lời Phật dạy khuyên. Muốn chi tức được có liền, dù rằng việc ấy ở miền khác xa. Chim biết nói gió hòa nên nhạc, nước
tùy lòng ấm mát đổi thay. Cõi trần khó sanh vào đây, càng xem càng thấy mê say thêm nhiều. Phật liền cất tiếng kêu ở trẻ, ở thế gian ít kẻ thấy đây. Tưởng rằng chỉ có trần ai, chứ không còn có cõi ngoài khác đâu. Thế nên cứ bấu câu tục lùi, cạnh tranh nhau nhục sĩ chẳng màng. Rốt như bọt nước hồ gian, chỉ trong chốc lát rã tan chẳng còn. Cảnh chân thật mắt con đã thấy, khi trở về nhắc lại cho người. Duyên con đã nặng với đời, lời con sẽ được lắm người nghe theo. Thàng có kẻ trả treo chống chọi, bởi kém duyên nên gọi cạn lời. Con ơi gặp lúc hạn trời, giống lên có một khô thời mười mươi. Được nghe ít bị cười nhiều lắm, không càng trường khó rắm giống duyên. Cuối cùng với buổi đầu tiên, lòng người thương ghét đổi liền không ngưng. Con ơi mỗi bước chân đặt xuống, bằng ít ỏi dốc luôn dậy đầy. Muốn nói gương phẩm Như Lai, chớ nào nung tiên nhiếp xài thế gian. Người không hiểu thì càng thương xót, cố dạy cho đến lúc hiểu rành. Kẻ sai giận nó sao đành, không mê ai cũng hiện lành như nhau. Con là một trong bao Phật tử, gương từ bi khá giữ cho mình. Gặp điều thử thách đến mình, phải luôn nêu rõ chân tình cao siêu. Núi cao mấy rừng nhiều thế mấy ơi, cũng chẳng làm trở ngại khoảng không. Khoảng không ấy ví cho lòng, núi rừng ấy ví trần hồng nọ kia. Ở trong cõi trần mê vẫn tình, cùng Phật đâu khắc tinh ở con. Quyền thân tuy mất mà còn, rách y phục chứ đâu mòn thịt xương. Gạn xét kỹ rồi trương cung đào, băng cho tan giặc bạo trong đời. Ngàn vàng dễ kiếm con ơi, một câu chánh giáo muôn đời khó nghe. Hãy quý trọng hơn là châu bao, ngày đêm luôn trì bảo chớ quên. Riêng mình đạo quả được nên, ráng dìu ba tánh cùng lên sen đài. Phật ngài nói đến đây liền ninh, thoát nhiên trên tụ đỉnh chiếu ra. Tự nhiên không thấy Phật Đà, chỉ còn thấy có đóa hoa với đèn. Trong lòng ta ngợi khen đau đề, các Phật đều tương thể giống nhau.
đẹp hơn hết thảy vật nào, mặt mày vui vẻ lời trao dịu dàng. Vừa rồi giải mọi đàn hơn thiệt, chân lý thái siêu việt lắm thay. Mỗi câu mỗi chữ đều hay, càng nghe càng khiến mê say khó lần. Muôn kiếp khổ quên ơn đại độ, đạo quyết thành để có đáp ơn. Ở người trong cõi thế nhân, nghe đây rồi thấy tâm thần nghĩ sao? Hả không sớm bước vào cửa Phật, để quy y giải cuộc trần ai? Muốn tu tu chứ hẹn ngày, kiếp đời không thể kéo dài được đâu. Trễ một dịp khó âu gặp cuộc, trời tối mà gặp đuốc là may. Mong trần còn có bao giây, có đeo cũng chẳng đeo hoài được đâu. Ta lặng lội vì câu dục thúc, chịu nắng mưa bởi cuộc tự sinh. Nói ra với cả chân tình, muốn ai cũng được kinh tinh đạo màu. Ta xin viết những câu sau đây, khi nhớ nhau đọc lấy đỡ buồn. Đã ngót năm năm trường, ta xa cách quê hương. Những đôi với già trẻ vẫn giữ một lòng thương, thương đến rơi nước mắt, thương đến nhói càng trường. Xác thân tuy lượng lầu, tâm hồn vẫn nhất phương. Quên ăn gì quá nhớ, mất ngủ bởi nhiều thương. Thân trên giường ngoại quốc, mong về đến quê hương. Xưa nay vì tâm bình, hiện còn da bọc xương. Hỡi người trong quê nội, lòng ta có được tường. Cách nhau xin chớ cách, ráng đợi cuộc phùng tương. Dẫu gặp muôn thử thách, xin chặt giữ một đường. Dù ai có chê ghét, đây đó vẫn yêu thương. Chớ để danh cam dỗ, đừng cho lời gạt lường. Khó khăn dù cách mấy, tu cứ vẫn tu luôn. Ví dụ ngày mai mốt được xuôi gió thuận đường, gót chân người mong đợi sẽ trở lại quê hương. Từ đây cho đến đó, nhớ nuôi chi quyết cương. Khổ sầu sẽ đàn tra, cho nhau chén quỳnh tương. Mỗi ngày được nhớ đọc luôn, mối tình đây đó càng vương thêm nhiều. Hai ngã được cùng theo một ý, việc lớn lao thế mấy cũng nên. Đạo màu càng chói chang lên, không điên một chỗ mà trên khắp cùng. Trong cửa Phật có trung lẫn hiếu, cũng có luôn cả điều nghĩa nhân. Muốn cho đáp vẹn trọng ân, người trong cửa Phật giữ thân cho tròn.
thân ấy vẹn phần con phận tớ, vẹn cả tình quốc thổ quốc dân. Nếu là thật đạo chánh chân hào quang thì có yếm trần thì không. Mượn cảnh tình cho lòng bình tình, chưa phải là chân chính pháp môn. Được luôn tự chủ tâm hồn, dù trong hỗn loạn nhưng lòng vẫn yên. Có thể mới dùng quyền đổ thật, trong bùng lầy mà chất vẫn thanh. Quê nhà xin ráng nghiệm rành, nguồn chân nắm được tu hành mới nên. Nơi đất khách nào quên cố quần, ở trần gian vẫn tướng Phật đài. Dù chưa xa cách bao giây, lòng mong trở gốc không ngày nào quên. Tuy dây trắng mực đen thô đàm, nhưng lòng son đã chạm vào đây. Xem đây tất biết lòng này, muôn xưa cho đến ngày nay một niềm. Niềm ân ái từ kim chỉ cổ, đã gieo sâu trong chỗ tu hành. Giữa ta cùng khắp nhân sanh, chết thân muôn lượt nhưng tình sống luôn. Người dẫu phụ ta không thể phụ, ở nơi đâu cũng nhớ thương luôn. Riêng thân khổ chẳng hề buồn, thấy người bị khổ mắt tuôn lệ dài. Ước sao khắp ai ai cũng thế, cùng với đây tương kế tâm linh. Loạn cho thấy mây cũng bình, ai nghe cũng mến, ai nhìn cũng ưa. Mắt sầu này nếu chưa lấp được, quyết lộ trong dân nước còn rơi. Khóc không vì phận xa vời, mà là khóc cái cuộc đời loạn ly. Khóc vì cửa từ bi vắng vàng, khóc người tu không ráng lo tu. Không riêng lúc thức khóc đầu, đến trong giấc ngủ cũng châu rơi dầm. Trước mặt Phật vẫn đem bày tỏ, trong lòng son luôn cố nhớ lo. Lời nào của Phật dạy cho, tiện bề nói hết ra cho người đời. Chừng nào được khắp nơi hối ngộ, thì những lời khuyên dỗ mới ngưng. Còn người chân bước chân dừng, ta còn đem hết tinh thần réo kêu. Xin vui vẻ nghe theo lời chánh, để làm sống hoàn cảnh người tu. Mới không luôn uổng công phu, người đâu khinh bỉ mình đâu hổ lòng. Ta xin kể chuyện bóng thêm nữa, để cùng nghe hầu sửa lấy tâm. Hoa đèn còn đứng như gấm, ta còn đang đứng ngó chầm vào hoa. Trong lòng ước Phật Đà giải kỳ, đấu chân và đấu nguy đành ranh. Ngõ hậu nhắc lại nhân sanh, dựa theo nơi đó để hành cho y. Vừa nghĩ thế tức thì quá đồng,
canh thứ nhì gần rúng của hoa. Bắn lên một ánh sáng lòa, chót trên ánh sáng Phật Đà ngồi nghiêm. Tướng đẹp chúng cổ kim kho sành, gương lành trong ba tánh đâu so. Mùi hương bay rất thơm tho, gió đưa thay mát hơn là gió thu. Phật liền nói lên câu di diệu rằng: con ơi nên hiểu như vậy. Thật ấy là chân, giả ấy là nguy. Chân không dối lừa nguy hay gian trá, chân không ngã nhân nguy thì nhân ngã. Không chấp là thật, còn chấp là giả. Tâm chân chân hết, tâm nguy nguy cả. Nguy vốn tại mình, chân không do kẻ. Không sáu trần thật, có sáu trần giả. Chân có không không, nguy không có có. Nói làm một thật, làm nói hai giả. Chân ngoài như trong, nguy trong khác cả. Thương khắp là thật, yêu riêng là giả. Chân thì không ngừng, nguy không phóng xa. Sao trước một thật, đuôi đầu hai giả. Không dương chân hết, có đeo nguy cả. Không sắc là thật, còn tướng là giả. Chân thì chân thành, nguy thì nguy quả. Con cứ lấy đây nguy chân đi hỏi giả. Phật Ngài vừa nói tới đây, hào quang liền mất mặt mày hết trong. Ta đứng mãi như trồng chẳng đồng, bởi kể màu đang ấn trong tâm. Càng suy càng để ý tâm, càng hay càng thấy cao thâm vô cùng. Vì sai kể mắt ngưng không nhảy, ngó Phật khi hết thấy mới thôi. Hào quang cao vội ngất trời, khéo thay Đức Phật lại ngồi lên trên. Việc chân nguy hư nên giải kỳ, mỗi lời gồm đủ lý càng sâu. Hiểu ra cho tận đuôi đầu mới hay, lời Phật nhiệm màu vô biên. Xin chớ lấy ý riêng xét nghiệm, đem tấm lòng cao viễn suy ra. Việc chân hay nguy cũng là từ trong tim não sanh ra mọi điều. Lấy khuôn mực ở nhiều kinh điển, để làm nơi văn kiên ít lầm. Hành sai gì bởi mê tâm, tâm mê hết được việc làm không sai. Nhớ cho kỹ bớ ai người thế, hãy tỉnh ra chớ để mê luôn. Khổ đời còn diễn lắm tuôn, chậm qua một khúc rối cuồng nhiều ngoe. Theo lời Phật ta nghe từ trước cho đến nay lần lượt kể ra. Không riêng lời của Phật Đà, mà nhiều vị khác cũng là nói luôn. Còn một vị chờ cơn thuận tiền, ta sẽ đem phổ biến ra nghe. Nói ra ai cũng không dè, phong thần ấy chuyện đã nghe lâu rồi. Ta nói hết không lời nào tiếc,
nói cho người được biết để tu. Tu cho khỏi kiếp lao tù, tu coi đại hội trên bầu thế gian. Con đắc đạo cứu an cha mẹ, cha mẹ thành nhiều trẻ qua trung. Chồng nên vợ được nên luôn, vợ thành chồng cũng qua cơn thảm sầu. Nên hợp sức bắt sâu nhổ cỏ, một hột gieo được trổ nhiều bông. Khuyên nên đồng vợ đồng chồng, cha con nhất trí giống dòng nhất tâm. Dịp mai cả muôn năm mới gặp, chớ bỏ qua hãy gấp ôm vào. Để xem kẻ cởi qua lao, đi qua biển cả thế nào mới vui. Trời đất lúc tối thui tất cả, ngón đèn thần sẽ chóa khắp nơi. Hiền lành sẽ được đèn soi, giữ hung đành chịu như người quán manh. Lúc khác chẳng ai dành cho nước, khi đói không kẻ giúp cho cơm. Khổ thân còn khổ linh hồn, khổ trong muôn kiếp đêm dồn một khi. Ngày ấy sẽ lần đi tới chỗ, lá khô thì sẽ đổ chẳng không. Liệu mình cho được sạch trong ngày khai đại hội ấn rầm được phê. Tỉnh thức sớm chớ mê ngủ nữa, hối này không còn thở nào hơn. Chân tay nghe được tiếng đàn, mây sầu tan cả mưa buồn tạnh sông. Những lời nói trong bóng sen đầy, không dễ nghe chớ lấy làm thường. Toàn lời của Phật mười phương, nói ra vì bởi lòng thương thế trần. Liền sau khi Phật thân ẩn vàng, trong hoa liền trỗi bản thanh tao. Một bài thơ diệu làm sao, thơ rằng ở trẻ tay trào hạ quân. Mặc cho cuộc mưa đơn gió kép, vẫn một lòng sắt thép trơ trơ. Ráng đưa người đến bến bờ, sống dù muôn lượng chớ ngơ mái chèo. Xưa Phật đã qua đèo lội suối, chẳng quan chi gối mỏi chân đau. Lòng tu trước cũng như sau, mến tu hơn mến sắc màu thế gian. Gặp thử thách trơ gan chịu đựng, suốt khoảng tu không sướng một ngày. Nhưng lòng vẫn được dẻo dai, chí tu càng thấy mỗi ngày thêm tăng. Nếu không chịu khó khăn như thế, quả Như Lai đâu dễ đắc thành. Lợi danh chẳng mến lợi danh, ai tình mà chẳng ai tình buộc vương. Thật là một tấm gương vĩ đại, đang chúng sanh sùng bái muôn đời. Con ơi gương ấy khá nói, khỏi cần phải nói thêm lời chi hơn. Vừa đến đây nhạc ngưng lời dứt, hoa và đèn cũng mất theo luôn.
lòng ta vui trộn lẫn buồn, vui ra nước mắt buồn tuôn lệ dài. Cảm ơn Đức Như Lai vô lượng, khéo tùy cơ biến hiện đủ môn. Xin Thầy dù xác muôn chung, vẫn không quên được trọng ân Phật Ngài. Không thành đạo lòng đây há toài, chẳng tỉnh đời sao phải người tu. Đuốc soi gấp mấy trăng thu, lời khuyên hơn lá rừng sâu mới vừa. Xin đồng đạo chớ ngơ ngẩn già, ráng đọc lời biển tả nơi đây. Lòng thương nhau chớ nên khuây, đường tu cứ bước đừng ngày nào thôi. Nơi hải ngoại xa xôi cách trở, mượn bút nghiêng này có thăm nhau. Chúc cho trí huệ được mau thanh bình, sớm hưởng đạo màu sớm nên. Tên người thanh sĩ chớ quên. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.